kéo dài hơn dự kiến, nhưng trận đấu kế tiếp vẫn diễn ra đảm bảo vào khung thời gian như dự định ban đầu. Các trọng tài điều hành trận đấu này với trọng tài số 1 ông Phùng Trọng Việt và trọng tài thứ 2 là trọng tài Nguyễn Thành Phong, các trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Trước tiên chúng ta sẽ đến với đội hình ra quân của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Đội trưởng Hoàng Thị Hồng Ngát, người ngày hôm nay sẽ thi đấu ở vị trí chủ công, cầu thủ mang áo số 5 trong đội hình của huấn luyện viên Vanachot. Cái tên tiếp theo là Trần Tú Linh. Tú Linh ngày hôm nay được xếp ở vị trí đối chuyền, phụ công Bích Thủy. Tay đập người Thái Lan, ngoại binh Sasi Papon, phụ công Lý Thị Luyến. Và chuyền hai Nguyễn Thị Thủy, người được đăng ký libero trước tiên đó là Đồng Thị Minh Thanh, cầu thủ mang áo số 6. Với việc có quyền phát bóng trước thì ngày hôm nay huấn luyện viên Vanachot đã quyết định sử dụng một đội hình xuất phát với cầu 3 mũi. Còn đây sẽ là đội hình ra quân của VTV Bình Định Long An với đối chuyền Nguyễn Thị Trà My, chủ công Chen Bayan, chủ công người Trung Quốc, phụ công Lê Như Anh, chuyền hai đội trưởng Võ Thị Kim Thoa, chủ công Phan Khánh Vi và phụ công Lữ Thị Phương, libero đương nhiên là Khánh Đăng, sự lựa chọn duy nhất. Long An vẫn xuất phát với đội hình quen thuộc của mình, nhưng ngày hôm nay thì Trà My sẽ trở lại với vị trí đối chuyền thay vì đánh chủ công từ đầu. Huấn luyện viên sinh năm 1971 Thái Quang Lai có lẽ cũng đã thấy rằng khi để Trà My chơi vị trí chủ công thì cô gái 20 tuổi này sẽ không thể phát huy hết được sức mạnh của mình. Đây là Chen Payan, một trong những cái tên cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm ở giải vô địch quốc gia của chúng ta năm nay. Cô gái người Trung Quốc sinh năm 1999, năm nay 25 tuổi, có lối chơi đầy cống hiến, tinh thần thi đấu cũng rất đáng khâm phục. Khi trong nhiều trận đấu vừa qua thì Chen Payan đã nén đau để thi đấu. Kim Thoa phát bóng để mở màn cho trận đấu ngày hôm nay. Và phối hợp chưa đúng nhịp của các cô gái Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Sau đó là tình huống tấn công của Chen Payan. Hồng Ngát, đường chuyền sau đầu cho Trà My. Điểm đầu tiên dành cho các cô gái VTV Bình Điền Long An. Đó là sự lợi hại của đối chuyền thuận tay trái Trà My. Trà My thực sự lợi hại khi thực hiện những pha tấn công ở vị trí số 2, vị trí quen thuộc của đối chuyền 20 tuổi này. Chen Payan, Chen Payan cũng như Trà My đều là những vận động viên tấn công thuận tay trái. Vừa rồi là pha ghi điểm của ngoại binh người Trung Quốc. Và đó là câu trả lời của Tú Linh. Một tình huống đánh y hay của cầu thủ tấn công mang áo số 7 bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Điểm đầu tiên dành cho đội bóng của huấn luyện viên Vanachot ở trận này. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Bích Thủy, phụ công 24 tuổi với chiều cao 1m84, phụ công của đội tuyển quốc gia. Và phối hợp tấn công ở vị trí số 3, và Lữ Thị Phương vừa là người giành lại quyền phát bóng cho Long An. Bóng ra ngoài sân của Chen Payan. Những ngoại binh tới từ Trung Quốc ở giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia của chúng ta năm nay đã để lại rất nhiều những ấn tượng đẹp với những người yêu mến bóng chuyền Việt Nam. Không chỉ có Chen Payan mà cả Jin Ji và Kai Xiaoqing.
người đang thi đấu cực hay trong màu áo của xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Chúng ta đã bắt lỗ lưới của Long An. Lại là tình huống phối hợp tốt giữa Kim Thoa và Lữ Thị Phương. Lữ Thị Phương ở giai đoạn 1 năm nay chơi khá tốt. Những tình huống đánh nhanh và đánh lao ở vị trí số 3 của Lữ Thị Phương mang về tương đối nhiều điểm cho VTV Bình Điền Long An. Vẫn là điểm yếu bước 1 của Libero bên phía Hóa Chất Giang Tia Sáng. Trà My, tình huống phòng thủ tốt của Tú Linh. Sasi Papon. Sasi Papon là cái tên quá quen thuộc với những người yêu mến bóng chuyền Việt Nam cũng như những người luôn theo dõi bóng chuyền Đông Nam Á. Chủ công sở hữu rất nhiều những danh hiệu cá nhân ở Thái Lịch. Mùa giải năm ngoái thì Sasi Papon cũng là chủ công xuất sắc nhất, vận động viên phát bóng tốt nhất và là người ghi điểm xuất sắc nhất ở sân chơi Thái Lịch trước khi đầu quân cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Thì Sasi Papon thi đấu cho Nakhon Ratchashima ở Thái Lịch. Chủ công này năm nay 27 tuổi. Pha xử lý của Như Anh vẫn chưa có điểm cho Long An. Hàng sau, đó là cú đập của Sasi Papon. Trà My, Trà My đã không thắng được hai tay chắn của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai với tình huống chắn đôi có sự góp mặt của Hồng Ngát và Lý Thị Luyến. Cái tên Sasi Papon khi được viết trên áo đấu thì có rất nhiều những phiên bản khác nhau. Đây là vận động viên tấn công được các cổ động viên Việt Nam yêu mến gọi với cái tên thân thuộc là Xá Xị. Thêm một tình huống block thành công nữa của các cô gái Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Lý Thị Luyến đang bám chắn khá hay trong những diễn biến đầu tiên của trận đấu này. Có thời điểm cái tên Sasi Papon được viết với những ký tự cuối cùng là Sasi Papon, thì chúng tôi cũng đã trực tiếp hỏi ngoại binh người Thái Lan về cái tên của cô. Tuy nhiên dù phát âm là gì đi chăng nữa thì nhắc tới cái tên này các cổ động viên đều hiểu là chúng ta đang đề cập tới ai. Một mũi công rất lợi hại của bóng chuyền nữ Thái Lan. Sau những diễn biến vừa qua thì huấn luyện viên Thái Quang Lai đã phải gọi hội ý. Lượt hội ý đầu tiên của VTV Bình Điền Long An. Trong mỗi set đấu thì mỗi đội bóng sẽ có được 2 lượt time out, mỗi lượt kéo dài 30 giây. Sasi Papon vẫn đang giữ được cầu phát bóng của mình. Tình huống phát bóng tấn công tốt của ngoại binh người Thái. Trà My, một pha tấn công trên chắn của Trà My, bóng đã chạm tay chắn và đi ra ngoài. Trà My với chiều cao 1m77, khả năng bật đá 2m90, một trong những vận động viên có sức bật tốt nhất trong đội hình của Long An. Đáng tiếc cho Trà My khi ở tình huống vừa rồi cô đã phát bóng ra ngoài sân. Cách biệt trở lại là 2 điểm dành cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Lý Thị Luyến, cầu thủ cao nhất trong đội hình của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Khánh Vy,
Pha xử lý an toàn của Hồng Ngát, và đây là cơ hội tấn công cho Long An. Tiếp tục là Khánh Vy. Lần này thì Khánh Vy đã thành công với pha xử lý ở vị trí số 4. Hai đội vẫn đang bám đuổi nhau về mặt điểm số, và đây hứa hẹn sẽ tiếp tục là một cặp đấu hấp dẫn trong buổi tối ngày hôm nay, ngày thi đấu áp chót của giai đoạn 1 bảng nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024. Pha tấn công với lực tốt của Sasipapon, nhưng sau đó thì Long An có câu trả lời với tình huống ghi điểm của phụ công Như Anh. Như Anh đánh bóng rất khôn ngoan, khai thác được khoảng trống bên phần sân của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tỷ số được sa bằng 8 đều. Pha xử lý thông minh của Nguyễn Thị Thủy. Ở trận này thì Nguyễn Thị Thủy đã được lựa chọn trong đội hình xuất phát của Hóa chất Đức Giang Lào Cai thay vì chuyền hai Tichaya Bullet. Nguyễn Thị Thủy là chuyền hai, năm nay đã 32 tuổi. Những mùa giải trước thì cô là thành viên của Glesimco Thái Bình. Pha phối hợp đánh chồng trước của các cô gái Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tình huống di chuyển đánh chiến thuật của Tú Linh. Tú Linh bước vào giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia năm nay cũng không có được thể trạng tốt nhất. Tú Linh đã có quãng thời gian bị ốm, sốt, nhưng cũng rất may là không gặp vấn đề gì quá lớn. Hồng Ngát pha tấn công tốt ở vị trí số 4. Hồng Ngát hiện tại đang là người đeo băng đội trưởng của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Hồng Ngát và Tú Linh là những mũi công có thể thay nhau chơi vị trí đối chuyền hoặc chủ công. Chen Payan hàng sau, pha phối hợp chưa thực sự nhịp nhàng của các cô gái Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tú Linh bỏ nhỏ. Như Anh, Sasipapon phòng thủ rất hay. Lại là Tú Linh. Một đường bóng bền giữa hai đội. Như Anh, thêm một tình huống tấn công tốt nữa của phụ công áo số 10. Như Anh đang để lại những dấu ấn lớn trong những điểm số đầu tiên ở trận đấu này. Trong những ngày vừa qua thì so với Lữ Thị Phương, Như Anh có màn thể hiện đôi khi có phần mờ nhạt hơn. Nhưng trong trận đấu quan trọng này thì Như Anh dường như đang trở lại. Pha phối hợp đánh lao điều chỉnh rất hay. Đó là tình huống phối hợp tốt giữa Nguyễn Thủy và Bích Thủy. Hồng Ngát là người phát bóng. Pha xử lý của Lữ Thị Phương. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho Long An. Chen Payan chưa thắng được Hồng Ngát. Sasipapon bóng bạt chắn. Thêm một điểm nữa được ghi cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Trước khi trận đấu này diễn ra thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã trải qua 3 trận. Họ thắng Glesimco Thái Bình với tỷ số 3-1 trong lượt trận đầu tiên, sau đó để thua 2-3 trước xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Và trận đấu gần đây thì họ vượt qua Quảng Ninh bằng tỷ số 3-2. Đây là lượt trận thứ tư tại giai đoạn 1 của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Và ngày mai họ sẽ còn một trận đấu nữa chạm trán với đội đang dẫn đầu bảng, đó là binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Không, chính xác hơn đó là trận đấu diễn ra vào giai đoạn 2 sau giai đoạn 1 với các trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước. Thì giai đoạn 2 bảng nữ của chúng ta sẽ thi đấu ở Lào Cai.
huấn luyện viên Thái Quang Lai đã phải sử dụng nốt quyền hội ý của mình trong xét đấu mở màn này. Hàng sau của Trà My, cú đập với lực rất tốt của đối chuyền mang áo số 1. Trà My đang là một trong những vận động viên có hiệu suất ghi điểm cao nhất ở giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia năm nay. Tỷ số bây giờ là 10-14. Tiếp tục là Trà My, cú đánh bạc chắn ở vị trí số 4. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ là 3 điểm. Sasipapon, pha tấn công quá uy lực ở biên 4 của ngoại binh người Thái Lan. Không có cơ hội nào cho hàng thủ của Long An ở tình huống vừa rồi, sau khi bóng đã vượt qua các tay chắn. 15-11. Tại là Lữ Thị Phương. Pha xử lý đầy bất ngờ của Lý Thị Luyến. Lý Luyến vừa giúp cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai có được điểm thứ 16. Lữ Thị Phương, Chen Peiyan. Cuối cùng thì ngoại binh người Trung Quốc cũng đã cắt được mạch lên điểm của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Những miếng đánh ở vị trí số 3 của các cô gái VTV Bình Điền Long An đang bị hàng chắn của Hóa chất Đức Giang Lào Cai bắt bài. Sasipapon, bóng ngoài sân. Tình huống phối hợp hay giữa Nguyễn Thị Thủy và Lý Thị Luyến. 17-13. Chen Peiyan rời sân để nhường lại vị trí cho chủ công trẻ Lan Vi. Trà My. Trà My đã giúp cho Long An có thêm một điểm nữa. Hiệu suất ghi điểm trong set 1 của Trà My đang rất ổn. Đánh hai chuyền của Nguyễn Thị Thủy mang về cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai thêm một điểm nữa. Bên phía đội bóng áo xanh, họ đang có những tình huống xử lý khá bất ngờ từ vị trí của chuyền 2 cũng như phụ công, khiến cho hàng thủ của Long An không kịp trở tay. Các cô gái Long An cần phải chơi tập trung hơn nữa. Hàng sau, tình huống bỏ nhỏ không thành công của Trần Tú Linh. Tú Linh vẫn cười rất tươi sau tình huống xử lý không thành công của mình. Có thể thấy là các vị trí bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai, họ cũng đang có được trạng thái tâm lý thi đấu tốt. Lúc này thì áp lực đang thuộc về phía các vận động viên trẻ của VTV Bình Điền Long An, những người liên tục đang ở tình cảnh phải bám đuổi đối thủ. Lượt hội ý đầu tiên của huấn luyện viên Vanachot và các học trò.
Huấn luyện viên Vadachot là huấn luyện viên sinh năm 1968. Ông là thầy cũ của Tichaya Bullet ở câu lạc bộ Nakhon Ratchashima. Trước đây cũng từng dẫn dắt nhiều đội bóng khác. Trong đó ngoài Nakhon Ratchashima thì còn có Erfurt. Và bây giờ thì đang cầm quân ở Hóa chất Đức Giang. Nhưng những mùa giải liên tiếp gần đây thì chiến lược gia người Thái Lan cũng đang chưa thể giúp cho đội bóng này hoàn thành được mục tiêu đổi màu huy chương của mình. Họ tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử của bóng chuyền quốc nội với thất bại ở 4 trận chung kết liên tiếp. Năm nay, trước việc các đội bóng đang có sự tiến bộ rất lớn, trình độ chuyên môn được nâng cao cùng với chất lượng của các ngoại binh, thì điều đó tiếp tục mang tới những thách thức lớn cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai với mục tiêu có thể đổi màu huy chương của mình. Chen Peiyan trở lại sân. Khoảng cách giữa hai đội lúc này đang 2 điểm. Khánh Vy vừa phát bóng ra ngoài. 20-17. Chen Peiyan. Bóng có lẽ đã chạm cột anten rồi. Đúng là như vậy. Với những tình huống đánh bóng chạm cột anten thì sẽ được tính là những pha đánh bóng ra ngoài. Điểm thứ 21 dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Như Anh. Sasi Papon. Trà My. Một cú dội bom của Trà My nhưng vẫn chưa có điểm cho Long An. Chen Peiyan. Đó là tình huống đánh bóng ở biên 4 của Tú Linh. Nỗ lực cứu bóng rất đáng khen ngợi của Minh Thành. Như Anh. Pha tấn công tốt ở vị trí số 3. Kim Thoa vẫn khá kiên trì với những tình huống phân phối bóng cho các phụ công. Lần này là một cú đánh lao chính xác. Tỷ số bây giờ đang là 18-21. Tú Linh. Cơ hội ghi điểm cho Long An. Trà My bỏ nhỏ. Và cứu bóng rất hay của Minh Thành. Sau đó là tình huống kết thúc đưa bóng đi ra ngoài sân của Sasi Papon. Chủ công người Thái Lan ở giải đấu năm nay vẫn chưa cho thấy được đẳng cấp thực sự của mình. Bích Thủy. Tình huống phối hợp đánh nhanh giúp cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai nâng tỷ số lên 22-19. Một pha bóng quy truyền của Nguyễn Thủy rất hiệu quả. Bích Thủy đã đứng kế bên và chờ sẵn cho một tình huống kết thúc. Chen Peiyan. Trọng tài bắt lỗi lưới của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tú Linh thì không nghĩ rằng mình là người mắc lỗi lưới, nhưng có vẻ như huấn luyện viên Vanachot cũng đã phát hiện ra đó là quyết định chính xác của tổ trọng tài. Ban huấn luyện của Hóa chất Đức Giang không đưa ra khiếu nại. Trà My. Đây là Tú Linh. Tiếp tục là Trà My.
Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Khoảng cách giữa hai đội được thu hẹp xuống chỉ còn một điểm thôi. Vẫn chưa thể nói trước được điều gì ở xét đấu mở màn của trận đấu này. Nhiều khả năng những diễn biến ở thời điểm cuối xét 1 vẫn sẽ là một thế trận giằng co giữa hai đội. Hàng sau của Hồng Ngát, Kim Thoa phòng ngự tốt. Và đây là Trà My. Tú Linh. Tú Linh đánh bóng rụng chắn. 23-21. Chen Payan, pha tấn công tốt của ngoại binh người Trung Quốc. Các cô gái ngoại binh Trung Quốc tại vòng 1 giải vô địch quốc gia của chúng ta năm nay không chỉ là những vận động viên có trình độ chuyên môn tốt, họ cũng là những gương mặt rất xinh đẹp và cũng có tinh thần thi đấu thực sự là rất đáng được trân trọng. Thêm một điểm nữa được ghi cho VTV Bình Điền Long An. Nhưng hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ khiếu nại cho pha bóng này. Họ cho rằng đối phương đã mắc lỗi lưới. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những hình ảnh từ công nghệ Video Challenge. Kể từ mùa giải 2022 thì công nghệ này đã được lắp đặt và áp dụng ở sân chơi cao nhất của bóng chuyền quốc đội, cũng như sự trở lại của các ngoại binh giúp cho chất lượng chuyên môn các trận đấu ở giải vô địch quốc gia của chúng ta trở nên cao hơn. Đã có lỗi lưới rồi. Đó là khiếu nại thành công của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Đội bóng của huấn luyện viên Vanachot có cơ hội giành set point. Cầu phát bóng của Tú Linh. Khánh Vy. Khánh Vy vẫn tiếp tục giúp cho Long An nuôi hy vọng. Đội bóng áo vàng vừa rút ngắn cách biệt xuống còn một điểm, nhưng họ vẫn cần cứu một set point nữa. Lữ Thị Phương phải thực sự chắc chiêu cho tình huống phát bóng này. Nhưng đây là thời điểm có vẻ như Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã quyết định sử dụng nốt quyền hội ý của mình. Nhiều khả năng sẽ là một pha phập đánh lao của các cô gái Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Đó là tình huống kết thúc của Lý Thị Luyến. Đường chuyền sau đầu rất hay của Nguyễn Thị Thủy. Và Lý Thị Luyến đã có một pha di chuyển rất hợp lý để kết thúc xét đấu thứ nhất. Tỷ số là 25-23 với phần thắng dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Một xét đấu hấp dẫn kịch tính giữa hai đội và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo.
Quý khán giả thân mến, chúng ta cùng nhau trở lại với những hình ảnh tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Bình Phước để tiếp tục theo dõi những diễn biến của trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Trận đấu nằm trong khuôn khổ giai đoạn 1 bảng nữ của giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 16 và sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 3 ngày mai với 3 trận đấu cuối cùng. Trước khi chúng ta chờ đợi tới bảng nam, bảng đấu sẽ đánh tại Hà Tĩnh bắt đầu từ ngày 30 tháng 3 cho tới ngày 6 tháng 4. Và đương nhiên toàn bộ những diễn biến của giải vô địch quốc gia chúng tôi sẽ đều gửi tới quý vị trực tiếp và trọn vẹn trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup với kênh truyền hình OnSport, ứng dụng OnPlus và được phát lại trên các nền tảng mạng xã hội của VTV Cup. Ở set đấu thứ hai này thì Long An là những người thi đấu bên phần sân A. Điểm đầu tiên thuộc về Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tình huống bám chắn tốt để ngăn chặn pha tấn công của Trà My. Đó có lẽ là điểm block của Tú Linh. Lữ Thị Phương, Sasipapon, Lữ Thị Phương xử lý rất hay. Tình huống phối hợp đánh lao điều chỉnh giữa Kim Thoa và phụ công mang áo số 20. Tỷ số được san bằng 1-1 cho Long An. Bóng trong sân. Cú đập không phải là quá tốt của Bích Thủy, nhưng đó là tình huống ghi điểm của phụ công bằng áo số 9. Đó là điểm dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tỷ số được nâng lên 3-1. Một lần nữa thì miếng đánh phụ công của Long An lại bị đối phương bắt bài. Khánh Vy, Sasipapon chắn bóng tốt. Đó là tình huống chắn đôi của Trà My và Lữ Thị Phương. Khi miếng đánh số 3 đang bị đối phương bắt bài thì Võ Thị Kim Thoa có lẽ là sẽ cần phân phối bóng nhiều hơn cho Trà My. Và đó chính là điều mà các cổ động viên của Long An chờ đợi. Lúc này thì dường như Long An đang thiếu đi một phương án tấn công hàng sau khi mà Chen Payan xoay xuống cầu dưới. Thể trạng của ngoại binh người Trung Quốc đang không được tốt, do đó Kim Thoa dường như cũng đang hạn chế trong việc thực hiện những pha phối hợp đánh bóng sau vạch 3m với ngoại binh người Trung Quốc. Khánh Vy, chỉ có một mình Tú Linh nhưng cũng đã ngăn chặn thành công pha đánh biên của Khánh Vy. Trước khi bước vào trận đấu này thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai, như chúng tôi đã nói, họ có 2 trận thắng và 1 thất bại. Họ thắng Thái Bình, thua Thanh Hóa và thắng Quảng Ninh. Số điểm hiện tại của Hóa chất Đức Giang Lào Cai là 6 điểm. Trong khi đó thì Long An mở màn mùa giải năm nay bằng thắng lợi 3-1 trước Vietinbank. Sau đó thắng Gelesipco Thái Bình 3-0. Đội bóng Long An để thua Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa với tỷ số 1-3. Và trận đấu gần đây nhất họ đã tạo nên một trận cầu kịch tính với Quảng Ninh bằng chiến thắng 3-2. Bước vào trận đấu này thì Long An đang có 8 điểm.
Tú Linh. Trọng tài xác định điểm dành cho các cô gái VTV Bình Điền Long An vì đã có lỗi tấn công hàng sau của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Người bị bắt lỗi trong pha bóng vừa rồi có lẽ là Tú Linh. Tỷ số được san bằng 5-5. Sasipapon, bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Phát bóng trong sân, đó là điểm ace của Sasipapon. Tình huống đánh bóng một chân sau đầu chính xác của Như Anh giúp cho Long An giành lại quyền phát bóng. Không được rồi. Lần này thì Nguyễn Thị Thủy và Lý Thị Luyến đã có tình huống phối hợp không ăn ý với nhau. Tỷ số được san bằng 7-7. Chuyền hai Nguyễn Thị Thủy là cầu thủ lớn tuổi nhất trên sân trong đội hình xuất phát của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Năm nay cô 32 tuổi. Pha tấn công với một tình huống đánh bóng ra ngoài của Hồng Ngát. Hồng Ngát cũng không yêu cầu khiếu nại. Hàng sau và tấn công tốt của Sasipapon. Ở giải đấu năm nay thì câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai đăng ký cái tên Sasipapon với một ký tự rất lạ, hai âm O. Đây không phải là tên chính xác của vận động viên người Thái Lan này. Chen Payan, cú đánh tốt ở biên 4. Chen Payan đang phải hạn chế rất nhiều trong những tình huống bật nhảy của mình. Chấn thương bụng vẫn đang khiến cho ngoại binh người Trung Quốc chưa thể bùng hết sức mình để cống hiến cho VTV Bình Điền Long An. Tỷ số được san bằng 9-9. Bích Thủy vừa có một pha kết thúc dụng chắn. Chen Payan nỗ lực phòng thủ không thành công của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tỷ số được nâng lên 19 cho Long An. Thể thức thi đấu ở sân chơi vô địch quốc gia của chúng ta mùa giải năm nay có những sự thay đổi khi các đội đánh vòng tròn một lượt. 9 đội bóng nữ và 9 đội bóng nam. Các đội sẽ lần lượt chạm trán với 8 đối thủ của mình. Top 4 sẽ góp mặt ở vòng bán kết để tranh chấp huy chương. Vị trí thứ 5 là đội chắc suất trụ hạng. Còn các đội nằm từ vị trí thứ 6 tới vị trí thứ 9 sẽ tiếp tục đấu vòng tròn tính điểm. Và hai cái tên có thành tích yếu kém nhất sẽ xuống giải bóng chuyền hạng A thi đấu ở mùa giải 2025. Đây cũng là mùa bóng cuối cùng trong lộ trình giảm số đội ở sân chơi hàng đầu của bóng chuyền quốc nội xuống còn 8 câu lạc bộ. Tú Linh
Chen Payan. Sasi Papron. Tình huống phòng thủ tốt của Khánh Đan. Sau đó là cú đánh của Chen Payan. Vẫn là gương mặt nén đau để thi đấu. Chen Payan không còn bộc lộ những cảm xúc vui tươi như thời điểm đầu, những trận đấu đầu tiên cùng Long An. Cô đang thi đấu trong trạng thái thể trạng không được tốt, nhưng vẫn rất cố gắng để đóng góp cho Long An. Không đi không nữa, đánh đi đi không dùng. Đánh đi nha. Đấy, phải bịt gì à, phải đánh gì à, đánh chéo đi. Đánh chéo. Chất Đức Giang Lào Cai vừa kết thúc. Năm nay thì đội bóng này cũng đã đổi tên sau nhiều lần thay đổi tên, từ Hóa Chất Đức Giang Hà Nội, Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng, và năm nay là Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Tiền thân của đội bóng này là đội bóng nữ Hà Nội, khi đó mang tên Bưu điện Hà Nội, từ những năm 2004, sau khi bị xuống hạng vào năm 2008 và thăng hạng trở lại vào năm 2010, rồi lại xuống hạng năm 2011 và trở lại sân chơi vô địch quốc gia sau 6 năm tách khỏi sự quản lý của Hà Nội với thương hiệu Hóa Chất Đức Giang từ năm 2017 cho tới nay. Tỷ số bây giờ đang là 13-10 nghiêng về phía VTV Bình Điền Long An. Chuyền hai Titaya Bullet đã góp mặt trên sân. Hóa Chất Đức Giang Lào Cai đã phải thay đổi một cặp vận động viên sau khi họ đang không có được thế trận tốt trong set 2 này. Titaya Bullet ký hợp đồng 5 năm với Hóa Chất Đức Giang. Cô ký hợp đồng từ tháng 11 năm 2022. Trà My đánh bóng bạt chắn. Lực cổ tay của Trà My là rất tốt. Và khi tấn công ở vị trí số 2 với góc đánh mở dành cho một vận động viên thuận tay trái, thì Trà My luôn cho thấy được sức mạnh của mình. Mười bốn mười một dành cho Long An. Nhưng ngay sau đó là tình huống phát bóng lỗi của Lữ Thị Phương. Khi phụ công xuống cầu dưới và phát bóng mất điểm thì sẽ được thay ra để nhường lại vị trí cho các libero hỗ trợ phòng thủ. Khánh Vy. Cùng với sự góp mặt của Titaya là chủ công Hoàng Hồng Hạnh. Titaya thì vào sân thay cho chuyền hai Nguyễn Thị Thủy. Còn Hoàng Hồng Hạnh thì đương nhiên chơi thay cho vị trí của Sasi Papon. Mỗi đội bóng chỉ được phép thi đấu với một ngoại binh trên sân ở một thời điểm. Họ có thể đăng ký tối đa 2 ngoại binh, nhưng chỉ có 1 ngoại binh được phép ở trên sân thôi. Mười ba mười lăm, Hồng Hạnh là người phát bóng. Điều chuyển sau đầu cho Như Anh. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho đội bóng áo vàng. Khánh Vy. Tình huống chắn bóng thành công của Titaya.
14-15. Sau những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật cũng như con người thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai đang dần thu hẹp được cách biệt. Cú đánh hai chuyền khá bất ngờ của Kim Thoa nhưng vẫn chưa có điểm cho Long An. Khánh Vy, bóng bạt chắn và đi ra ngoài. 16-14. Điểm dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng. Chen Peiyan, cú đánh y của ngoại binh người Trung Quốc đã đưa bóng ra ngoài sân. Tỷ số được san bằng 16-16. Gương mặt rất mệt của Chen Peiyan, mồ hôi cũng đổ đầm đìa. Có vẻ như cô vẫn đang phải nén đau và chịu đựng thi đấu ở trên sân. Dù cho đây mới chỉ là những diễn biến của set 2 nhưng chúng ta thấy ngoại binh này khá mệt. Chen Peiyan vừa lên tiếng để giúp cho Long An vượt lên dẫn với tỷ số 17-16. Hồng ngát như anh phòng thủ được. Chen Peiyan, tình huống đóng dấu đối với Tú Linh. Và bất chấp những nỗ lực sau đó của Tichaya thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai vẫn không cứu được đường bóng vừa rồi. Chen Peiyan đang phải sử dụng lực tay nhiều và chưa thể dùng được lực toàn thân. Khi tới Việt Nam thì Chen Peiyan hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng trong trận đấu giao hữu với LP Bank Ninh Bình thì theo những gì huấn luyện viên Thái Quang Lai chia sẻ, cô gái này đã bị chấn thương bụng. Đội đã đưa Chen Peiyan đi chụp chiếu và cô gặp một chấn thương cơ, không thể tập nặng trước giải. Trong những ngày gần đây thì Chen Peiyan cũng không tập với bóng cùng đội mà chỉ đi vật lý trị liệu để giảm đau. Một tinh thần thi đấu rất đáng khâm phục của ngoại binh ở Trung Quốc. Hóa chất Đức Giang Lào Cai vừa rút ngắn cách biệt xuống còn 17-19. Cầu phát bóng của Tichaya Bullet. Chen Peiyan đánh bóng ngoài sân rồi. Rất khó khăn trong việc bật nhảy và đập bóng. Chen Peiyan tiếp tục là tình huống tấn công của Long An. Hồng ngát, Khánh Đang không thể phòng thủ được. Tỷ số lại được san bằng 19-19. Set đấu thứ hai cũng đang là một set đấu rất căng thẳng giữa hai đội. Và bên phía VTV Bình Định Long An, huấn luyện viên Thái Quang Lai đã phải gọi hội ý. Cái gì lấy cái quả này nè. Dạ. Cố gắng cắt liền quả này được không?
lui nhanh về bên phải bài. Đây đi. Đây bóng này. Huấn luyện viên Thái Quang Lai là chiến lược gia sinh năm 1971. Trước đây thì ông dẫn dắt các đội bóng nam như Sanes Khánh Hòa, đội trẻ quốc gia và đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Năm ngoái thì dẫn dắt Hà Tĩnh. Tháng 1 năm nay thì ông ra mắt trên cương vị huấn luyện viên trưởng của VTV Bình Điền Long An, thay thế cho huấn luyện viên Lê Thái Bình. Có vẻ như huấn luyện viên Thái Quang Lai vẫn cần thêm rất nhiều thời gian với Long An. Cơ hội tấn công dành cho VTV Bình Điền Long An. Trà My bỏ nọ. Đó là pha tấn công từ hàng sau của Hồng Hạnh và điểm dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Hoàng Hồng Hạnh năm nay 21 tuổi, là chủ công có chiều cao 1m75. Trà My không thắng được các tay chắn của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Bây giờ thì đội bóng áo xanh lại là những người vượt lên dẫn trước. Những diễn biến mang tới rất nhiều sự lo lắng cho các cổ động viên của Long An. Long An đang gặp khó trong khả năng tấn công của mình. Ta đã thấy sự xuất hiện của phụ công Như Ngọc trên sân. Một phụ công trẻ có chiều cao rất lý tưởng. Cầu thủ mang áo số 6 của Long An năm nay mới 18 tuổi nhưng đã cao 1m81. Chen Payan được thay ra để nhường lại vị trí cho chủ công Lan Vi. Huấn luyện viên Thái Quang Lai rõ ràng là phải mạnh dạn hơn sử dụng những cầu thủ trẻ trong bối cảnh mà ngoại binh người Trung Quốc đang bị đau. Trà My tấn công tốt ở vị trí số 2. Một điểm số rất quan trọng lúc này dành cho VTV Bình Điền Long An. Một mình Hồng Hạnh là không thể ngăn chặn được tình huống tấn công ở bên sau của Trà My. Giờ thì tới lượt Hóa chất Đức Giang Lào Cai xin hội ý. Trong set 2 này thì huấn luyện viên Vandachos đã sử dụng hết quyền hội ý của mình. Đội bóng của ông đang bị đối thủ dẫn trước một điểm. Pha phối hợp đánh nhanh của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tiếp tục là tình huống đánh nhanh của Bích Thủy nhưng vẫn chưa có điểm. Cơ hội cho Khánh Vy. Điểm dành cho VTV Bình Điền Long An. 23-21. Thêm một điểm số rất quan trọng với Long An để họ có thể hướng tới việc san bằng cách biệt. Bích Thủy đã có hai tình huống tấn công liên tục ở vị trí số 3 nhưng cô chưa thể ghi điểm cho Lào Cai. Phát bóng ngoài sân. Một tình huống mất điểm rất đáng tiếc của Long An ở thời điểm này với pha phát bóng lỗi của Lan Vi. Chủ công mang áo số 16 Nguyễn Lan Vi năm nay cũng chỉ mới 18 tuổi thôi. Cô có chiều cao 1m72. Đánh bóng bạt chắn. Trà My vẫn phải là người lên tiếng cho Long An. Và đây sẽ là cơ hội giành điểm kết thúc xét đấu dành cho đội bóng áo vàng.
set point đầu tiên của Long An ở trận này. Như Ngọc rời sân để nhường lại vị trí cho Lữ Thị Phương. Đây là tình huống mà các cô gái Long An cần phải tận dụng thời cơ. Và những mũi công như mũi Lữ Thị Phương được lựa chọn ưu tiên. Trà My chắn bóng tốt và tỷ số cuối cùng của set 2 là 25-22. Long An săn bằng cách biệt sau khi bị đối phương dẫn trước một set. Sau hai set đấu thì cặp đấu giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai và VTV Bình Điền Long An lúc này tỷ số đang là 1-1. Chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ ít phút trước khi đến với diễn biến của set đấu thứ 3. Quý khán giả thân mến, cuộc đọ sức giữa VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang Lào Cai đang thực sự đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Mặc dù ngày hôm nay hai đội vẫn chưa có được màn trình diễn có thể coi là tốt nhất của họ, vẫn mắc khá nhiều lỗi. Thế nhưng cho tới lúc này, sau những diễn biến của set 1 và set 2, hai đội đang tạo nên một trận cầu căng thẳng. Và đây sẽ là một trận đấu ít nhất sẽ có 4 set được diễn ra. VTV Bình Điền Long An để thua ở set 1 nhưng họ đã có được phần thắng ở set 2. Trong set thi đấu thứ 3 này thì các cô gái Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ là những người thi đấu bên phần sân A, phần sân bên tay trái màn hình của chúng ta. Trạng thái tâm lý của các cô gái Long An phần nào đã được cải thiện sau set thắng vừa rồi. Giờ thì họ đang thi đấu trên sân với nhiều cầu thủ trẻ. Những sự điều chỉnh bắt buộc đối với huấn luyện viên Thái Quang Lai khi mà ngoại binh của Long An đang bị đau. Tú Linh, tình huống chắn bóng thành công của Lữ Thị Phương và Trà My. Giờ thì Long An sẽ phải chiến đấu bằng nội lực của mình. Đây là những gương mặt trẻ đã thi đấu rất thành công ở các giải trẻ quốc gia trong những năm qua. Nhưng sân chơi vô địch quốc gia sẽ là những thử thách lớn hơn nhiều cho Trà My và những cái tên như Lan Vi. Trà My thì quá quen với sân chơi này khi cũng sớm được đôn lên đội 1 của Long An. Nhưng với Lan Vi hay Như Ngọc thì đó vẫn sẽ là một hành trình với rất nhiều trải nghiệm bổ ích. Tình huống chắn bóng tốt, người góp công là Lan Vi. Điểm block dành cho chủ công áo số 16. Bây giờ thì Long An đang chơi với cặp chủ công là Lan Vi và Khánh Vi. Đối chuyền Trà My, Lữ Thị Phương và Như Anh sẽ là cặp phụ công.
Cuối cùng thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai cũng đã có được điểm đầu tiên trong set này. Thế trận đang thay đổi. Và đây cũng là lúc mà đội bóng của huấn luyện viên Vanachot cần phải siết lại đội hình. Lữ Thị Phương, Trà My, cơ hội tấn công dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tình huống phối hợp không ăn ý giữa Tichaya và Tú Linh, nhưng sau đó thì số 7 đã nhanh tay cướp bóng. Và đó là một tình huống bị bắt lỗi của Tú Linh. 4-1 cho VTV Bình Điền Long An. Cầu phát bóng của Lan Vi. Tú Linh. Pha xử lý của Hồng Hạnh vẫn chưa có điểm. Trà My. Trà My đánh bóng bạt chắn. Trong số các mũi công trên sân lúc này thì Trà My vẫn đang là người có lực đập tốt nhất. Trà My năm nay mới 20 tuổi thôi. Và đây sẽ là một trong những vận động viên đầy triển vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam. Không được. Đó là tình huống xử lý lỗi của Khánh Vy. Khánh Vy tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho Long An. Bỏ nhỏ. Điểm dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Họ đã có tình huống phòng thủ tốt. Và bây giờ thì đã có được điểm thứ 3 trong trận đấu này. Lữ Thị Phương. Lại là một cú đập bạt chắn nữa của Trà My. Trà My vẫn là một vận động viên rất giàu năng lượng. Cô xứng đáng là một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất ở giai đoạn 1 năm nay. Điểm ace dành cho VTV Bình Điền Long An. Đó là cú phát bóng ăn điểm trực tiếp của Lữ Thị Phương. Tình huống phòng thủ không tốt khiến cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai dễ dàng đánh mất điểm số vừa rồi. Đi bỏ qua này, bỏ nó ngay một ngay, một điều ngay. Một cái điều lên này, một băng cái tên. Tăng lên. Rút lại cái tên mới. Đây. Cũng đang có những dấu hiệu tâm lý nhất định bên phía các vận động viên bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Nhiều vị trí xử lý những tình huống chuyền một với tâm lý căng cứng. Và huấn luyện viên người Thái Lan Vanachot đã yêu cầu các cầu thủ cần phải thả lỏng cơ thể cho những pha chuyền bóng thấp tay. Lý Thị Luyến. Tình huống tấn công tốt của phụ công bằng áo số 19. Tỷ số bây giờ là 4-7. Trà My. Tú Linh phòng thủ rất hay. Nhưng sau đó thì cú đập của Hồng Ngan lại đưa bóng ra ngoài sân.
Các cổ động viên tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Bình Phước vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Họ thắng trong set đấu mở màn nhưng đang dần đánh mất thế trận. Hồng Hạnh đường truyền sau đầu, pha xử lý của Trà My vẫn chưa có điểm. Tú Linh, cú đập của Khánh Vy, một pha kết thúc với lực tay rất mạnh của Khánh Vy. Điểm thứ 9 dành cho Long An. Với một đội hình trẻ trên sân lúc này và việc không còn phải quá lo lắng cho Chen Payan thì tâm lý của Long An đang thoải mái hơn. Trọng tài xác định vừa rồi là một tình huống mà Long An là đội có điểm. Dường như đó là một cú đánh y đưa bóng ra ngoài sân của Hồng Hạnh. Tỷ số 14 dành cho đội bóng áo vàng. Bây giờ sẽ là tình huống phát bóng tấn công của Trà My. Bóng rút lưới mất rồi. Trà My cần phải cải thiện được kỹ năng phát bóng của mình. Cô cần sự ổn định hơn, bởi phát bóng tấn công luôn là con dao hai lưỡi. Nếu phát bóng tốt có thể phá được bước một của đối phương, nhưng phát không tốt thì sẽ là những tình huống rút lưới như vừa rồi hoặc những đường bóng ngoài. Thêm một điểm nữa cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Cách biệt giữa hai đội bây giờ là 4 điểm. Như Anh vừa có pha di chuyển và kết thúc rất ấn tượng với cú đánh một chân sau đầu. 11-6. Những áp lực tâm lý đang được cởi bỏ với những vận động viên trẻ của VTV Bình Điền Long An. Trà My không thắng được hai tay chắn Tichaya và Hồng Ngan. 7-11. Tấn công sau vạch 3m để bóng đi rút lưới của Hồng Hạnh. Thêm một điểm được ghi cho VTV Bình Điền Long An. Cú đánh hai chuyền hay của Tichaya. Những chuyền hai có thể chơi tay trái sẽ có nhiều lợi thế trong những pha xử lý như vừa rồi, mang tới những tình huống bất ngờ cho hàng thủ đối phương. Lan Vy, trọng tài bắt lỗi lưới của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Điểm được xác định cho VTV Bình Điền Long An. Và ban huấn luyện của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai đã ngay lập tức đưa ra khiếu nại. Trong set đấu thứ 3 này thì Hóa Chất Đức Giang Lào Cai đang liên tục phải bám đuổi VTV Bình Điền Long An. Long An luôn duy trì được một cách biệt tương đối an toàn ở thời điểm đầu set đấu. Chúng ta vẫn đang chờ đợi những hình ảnh từ công nghệ Video Challenge.
Một pha bóng mà bộ phận kỹ thuật vẫn phải lựa chọn những góc quay tốt nhất. Quyết định cuối cùng là vẫn là lỗi lưới của Hóa chất Đức Giang Lào Cai, và đương nhiên huấn luyện viên Vanachot cùng các vận động viên của đội bóng áo xanh không thể hài lòng với phán quyết vừa rồi. Góc máy vừa rồi cũng không đủ sự chi tiết để chúng ta có thể xác định chính xác toàn bộ đường bóng, nhưng có cảm giác lưới chưa rung. Một tình huống đánh lại cho pha bóng vừa rồi có lẽ là hợp lý. Không biết đây có phải là điều mà huấn luyện viên, mà trọng tài Phùng Trọng Việt đang trao đổi với đội trưởng của hai đội bóng hay không. Trong môn bóng chuyền thì chỉ có đội trưởng của hai đội bóng được phép tiếp xúc với trọng tài. Bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai trận này là Hồng Ngát, và bên phía Long An đó là chuyền hai Kim Thoa. Có vẻ như đã có một tấm thẻ vàng được rút ra dành cho huấn luyện viên trưởng của Hóa chất Đức Giang Lào Cai vì những phản ứng của ông. Trận đấu của chúng ta vẫn chưa thể tiếp tục. Đương nhiên là ban huấn luyện của Hóa chất Đức Giang Lào Cai thì không thể hài lòng được với quyết định vừa rồi. Nhưng phán quyết đã được đưa ra. Tú Linh. Tú Linh không thắng được tay chắn của Trà My. Điểm thứ 14 dành cho VTV Bình Điền Long An. Trong tình cảnh này, huấn luyện viên người Thái Lan lại buộc phải thay một cặp vận động viên thôi. Sasipapon sẽ trở lại sân cùng với việc rút chuyền hai Tichaya ra sân và nhường lại vị trí cho Nguyễn Thị Thủy. Nhưng đội bóng áo xanh vẫn đang mắc rất nhiều lỗi trong những pha xử lý bước một của mình. Điểm số gần như gấp đôi cho Long An ở thời điểm này. Khoảng cách đang là 7 điểm. Lữ Thị Phương. Điểm dành cho Long An. Bây giờ thì điểm chính thức là gấp đôi dành cho đội bóng áo vàng. 16-8. Tinh thần thi đấu của Hóa chất Đức Giang Lào Cai đang có vấn đề ở thời điểm này. Đây là lúc mà những ngoại binh như Sasipapon cần phải lên tiếng. Thời gian hội ý của Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã hết. Vẫn đang là cầu phát bóng của Võ Thị Kim Thoa. Kim Thoa là vận động viên lớn tuổi nhất trên sân bên phía Long An. Chuyền hai này mới bước sang tuổi 26 cách đây ít ngày. Hai chuyền hai của hai đội trên sân đều đang là những vận động viên lớn tuổi nhất. Điểm dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai với lỗi hai chạm của các cô gái Long An.
Trà My đánh bóng bạt chặt, đổi vào điểm cho VTV Bình Điền Long An. Sự thay đổi ở vị trí phụ công. Đông Thùy Anh vào sân thay thế cho Trần Thị Bích Thủy. Sasipapon nỗ lực cứu bóng tốt của Lan Vi. Trà My lại thêm một pha tấn công rất chính xác của đội chuyền mặc áo số 1. Sức mạnh của Trà My cũng chẳng khác nào một ngoại binh của Long An ở thời điểm này. Hiệu suất ghi điểm rất cao và luôn là người cắt điểm cho Long An ở những thời điểm khó khăn. Tú Linh, Trà My, một pha tấn công ở tầm cao của Trà My nhưng bóng đã đi ra ngoài. Các vận động viên áo vàng cũng ra dấu rằng bóng chưa chạm tay chắn của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Khánh Vy tiếp tục là cội tấn công dành cho Long An. Trà My bỏ nhỏ. Đó là một pha xử lý thông minh của Trà My nhưng đáng tiếc là tình huống đẩy bóng về phía cuối sân của đối chuyền này lại hơi mạnh và bóng đi ra ngoài. Trà My đã muốn loại bỏ hai tay chắn của Hóa chất Đức Giang Lào Cai với tình huống xử lý vừa rồi. Ý đồ là rất tốt nhưng thực hiện không thành công. Khánh Vy, Sasipapon tấn công tốt ở biên 4. Pha phòng thủ hàng sau không thành công của Lan Vy trước cú đập mạnh của ngoại binh người Thái Lan. Giờ thì tới lượt huấn luyện viên Thái Quang Lai gọi hội ý. Bây giờ là cầu phát bóng của Đông Thùy Anh. Điểm dành cho Long An. Một tình huống bóng ngoài. Long An đang dẫn với tỷ số 19-12. Tú Linh. Đó là pha tấn công của Như Anh. Tình huống đánh bóng với tư thế không tốt của phụ công áo số 10 và bóng đã đi ra ngoài. Tú Linh ngày hôm nay vẫn chưa thể đóng góp được nhiều điểm số cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai khi mà đội bóng này đang bị gãy chuyền một trong những xét đấu gần đây. Trà My vừa ghi điểm giúp cho Long An nâng tỷ số lên 20-13. Sasipapon
Đánh bóng bật tay chặn. Hóa chất Đức Giang, Lào Cai cần phải tận dụng loạt bóng này khi mà ngoại binh người Thái Lan đang ở cầu trên. Bây giờ thì Sasipapon đã xoay xuống cầu dưới mất rồi. Khánh Vy, pha xử lý thành công của chủ công mang áo số 19. 21-14. Có thể nói là trong cái rủi đã có cái may cho đoàn quân huấn luyện viên Thái Quang Lai. Ở thời điểm hiện tại, theo những phóng viên đang có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Bình Phước, những phóng viên của VTV Cup, thì ngoại binh Chen Payan đang dính một chấn thương ở cổ chân. Không chỉ chấn thương cơ bụng mà bây giờ còn có thêm cả chấn thương cổ chân nữa với ngoại binh sinh năm 1999. Nhưng khi buộc phải rút Chen Payan ra sân và đưa vào sân những mũi công trẻ như Lan Vy, thì Long An lại thi đấu với một tinh thần khởi sắc hơn nhiều. Họ đang dẫn với tỷ số 22-14 trong set đấu thứ 3 này, sau khi vừa thắng ở set 2 với tỷ số 25-22. Những pha phối hợp rất chệch choạc của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tinh thần thi đấu của đội bóng áo xanh đang thực sự bất ổn. Huấn luyện viên Vanachot dường như cũng đang bất lực ở thời điểm này. Ông đang liên tục xoay tua hai ngoại binh có trong tay nhưng vẫn chưa thể tìm ra phương án để giúp cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai giành lại thế trận. Chuyền một không tốt của Khánh Vy. Điểm thứ 16 dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Lý Thị Luyến phát bóng leo lưới, tạo nên một đường bóng khó đối với hàng thủ của Long An. 17-23, cách biệt đang dần được thu hẹp, nhưng khoảng cách vẫn đang là 6 điểm. Lượt hội ý cuối cùng của Long An trong set đấu thứ 3 này đã được sử dụng. Huấn luyện viên Thái Quang Lai đang yêu cầu các học trò phải tập trung cho từng điểm số một, từng quả bóng một. Bóng quá sát lưới và Lan Vy đã không thể xử lý được đường bóng vừa rồi. Nhưng trọng tài xác định điểm dành cho Long An. 24-17. Đã có lỗi trong tình huống tấn công vừa rồi của Hóa chất Đức Giang Lào Cai và nụ cười rất tươi của Lan Vy cũng như những người đồng đội. Một điểm số may mắn. Và tiếp tục là cơ hội giành set point cho VTV Bình Điền Long An. Như Anh phát bóng. Đó là pha tấn công bàn chắn của Hồng Ngát. Vẫn còn tới 6 set point nữa mà Nguyễn Thị Thủy và các đồng đội cần phải cứu ở set đấu này. Sasipapon. Thêm một điểm nữa được ghi dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
Cách biệt đang dần được thu hẹp xong trong sự lo lắng của huấn luyện viên Thái Quang Lai. Long An còn cách chiến thắng ở set 3 một điểm nữa thôi. Và họ vẫn đang hơn đối thủ với một khoảng cách 5 điểm. Vấn đề chỉ là tâm lý mà thôi. Nữ Thị Phương. Cơ hội ghi điểm cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Còn đây sẽ là cơ hội kết thúc set đấu cho Lan Vy. Vẫn chưa được. Tình huống trả đôi thành công của Tú Linh và Nông Thùy Anh. 20-24. Lan Vy. Bóng chạm tay của libero bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Và sau đó thì các cô gái áo xanh đã không thể cứu được đường bóng vừa rồi. Trận đấu này khép lại với chiến thắng 25-20 dành cho đội bóng áo vàng. Họ cũng khá vất vả với điểm số cuối cùng, nhưng sau cùng thì mục tiêu cũng đã được hoàn thành và Long An vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Quý khán giả thân mến, xin mời quý vị và các bạn cùng trở lại để tiếp tục theo dõi set đấu thứ tư, trận đấu giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai và VTV Bình Điền Long An. Trận đấu nằm trong khuôn khổ giai đoạn 1 bảng nữ của giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024. Long An sau khi để thua set đấu mở màn đang có 2 set thắng liên tiếp và tạm vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Trong 2 set đấu gần đây thì sau khi Long An không thể sử dụng ngoại binh của mình, mọi thứ lại đang trở nên có phần thuận lợi hơn cho đội bóng huấn luyện viên Thái Quang Lai khi tinh thần thi đấu của các vận động viên trẻ phần nào được giải phóng. Họ không còn phải chịu nhiều áp lực với việc phân phối bóng cho Chen Peiyan hay việc phải dành sự quan tâm cho ngoại binh này, người đang bị đau. Chen Peiyan cũng có thêm quãng thời gian nghỉ ngơi. Bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai thì Sasipapon vẫn chưa thể giúp đội bóng này giành lại thế trận kể từ khi gió xoay chiều ở thời điểm set đấu thứ hai. Tú Linh sẽ phát bóng. Ở set đấu thứ tư này thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai thi đấu bên phần sân B. Sasipapon. Đó là chính là điều mà các cổ động viên của Hóa chất Đức Giang chờ đợi. Một pha tấn công rất uy lực từ biên 4 của ngoại binh người Thái Lan. Tiếp tục là đường truyền cho Xá Xị, nhưng lần này thì cô gái người Thái Lan đã đánh bóng ra ngoài sân.
nickname xá xị chính là cái tên mà nhiều cổ động viên Việt Nam yêu mến dành cho Sasi Papon, cũng như những tay đập hàng đầu khác của Thái Lan như Chatchuon, Pipichaya đều được các cổ động viên của Việt Nam dành tặng cho những nickname rất thân mật. Hai điểm liên tiếp được dành cho Long An. Pha tấn công ở vị trí số 3, đó là cú đánh tốt của Lữ Thị Phương. Đúng là trong thể thao, tinh thần, tâm lý thi đấu là một yếu tố rất quan trọng. Sau khi đã cởi bỏ được những áp lực tâm lý thì các vận động viên trẻ bên phía Long An đang chơi rất hay. Lữ Thị Phương vừa có một cú đánh lao ghi điểm. Tình huống chuyền một như vừa rồi rất khó để cho Sasi Papon có được một đường bóng thuận lợi để triển khai tấn công. Sasi Papon là vận động viên đã sở hữu rất nhiều những danh hiệu ở cấp câu lạc bộ cũng như cấp độ đội tuyển quốc gia. Cô đã giành huy chương vàng của Asian Championship năm 2023, huy chương đồng Asian Games năm ngoái, huy chương đồng AVC Cup và hai tấm huy chương vàng ở Chivy League cùng đội tuyển Thái Lan. Ở cấp câu lạc bộ thì Sasi Papon cũng 3 lần vô địch Thái League cùng những tấm huy chương giành được tại Asian Club Championship. Hồng Ngát tiếp tục là cội tấn công dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Sasi Papon bỏ nhỏ, nỗ lực cứu bóng của Kim Thoa. Hồng Ngát, Long An vẫn phòng thủ được. Sasi Papon đường chuyền dành cho Trà My. Trà My xử lý quá khôn ngoan. Lần này thì pha đẩy bóng về phía cuối sân của đối chuyền mặc áo số 1 đã phát huy tác dụng. Một đường bóng chính xác khai thác được kẽ hở trong hệ thống phòng ngự của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Khả năng quan sát, nhãn quan chiến thuật tốt giúp cho Trà My ghi một điểm ấn tượng ở pha bóng vừa rồi. Ở set đấu trước đó thì Trà My cũng có một pha xử lý gần như tương tự, nhưng đó là một tình huống đẩy bóng ra ngoài sân. Lần này thì cô đã thành công. Cú đánh hai chuyền hay của Nguyễn Thị Thủy. Những trận đấu gần đây thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai luôn bị đặt vào tình thế phải bám đuổi đối thủ. Trà My, Tú Linh hàng sau. Và sau đó thì các cô gái Long An đã ghi điểm với tình huống tấn công biên của Khánh Vy. Mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi đối với Long An. Tú Linh. Tú Linh cũng là vận động viên không có được thể trạng tốt nhất khi bước vào giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia năm nay. Những cú đập của chủ công áo số 7 này khá thiếu lực ở quãng thời gian gần đây. Tìm hai lần.
Lại chưa? Lại rồi em, lại rồi em. Giám biên phất cờ. Đó là tình huống xác định là một pha đánh bóng ngoài của các cô gái hóa chất Đức Giang Lào Cai. Sự thất vọng của Sachin Pampon. Giờ đây thì chủ công người Thái Lan lại được rút ra. Như thường lệ vẫn là một sự thay đổi với một cặp vận động viên ở vị trí truyền hai và chủ công của hóa chất Đức Giang Lào Cai. Pha phát bóng tấn công rất uy lực của Trà My. Tình huống xử lý hay của Khánh Vy. Sau mỗi điểm số thì các cô gái trẻ của Long An có những động tác ăn mừng rất sôi nổi. Tiếp tục sẽ là tình huống phát bóng tấn công của Trà My. Lần này thì bóng đi rúc lưới, điểm dành cho hóa chất Đức Giang Lào Cai. Trong hai set đấu gần đây thì đội bóng áo xanh đã bị đối thủ tạo ra cách biệt lớn ngay từ thời điểm đầu set. Chủ công Bùi Hồng Nhung là người phát bóng. Khánh Vy. Tiếp tục là tình huống ghi điểm của chủ công mặc áo số 19. Pha phạm đánh lao điều chỉnh rất hay. Đó là tình huống ghi điểm của Như Anh. Với tâm lý thoải mái này thì Long An đang hướng tới việc kết thúc trận đấu sau 4 set. Hóa chất Đức Giang Lào Cai phải thực sự nỗ lực hơn nữa. Họ đang bị đối phương bỏ với một khoảng cách rất xa. Tú Linh. Không được rồi. Pha chạm bóng với cảm giác bóng không tốt của Bùi Hồng Nhung. Lại là khoảng cách 8 điểm. Xét đấu trước đó thì cũng có thời điểm Long An dẫn với tỷ số 16-8. Đó đều là những cách biệt lớn mà Long An tạo ra trước hóa chất Đức Giang Lào Cai trong những xét đấu gần đây. Một thế trận thực sự khó cho hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tú Linh. Lại là một đường chuyền bóng quá sát lưới. Thật sự khó cho Tú Linh. 13-4. Cách biệt thực sự lớn.
Cú đánh bạt chắn của Tú Linh. Các mũi công ngày hôm nay của Hóa chất Đức Giang Lào Cai cũng đang thiếu đi sự sắc sảo cần thiết. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho đang có một thế trận bất lợi trước Long An. Nhưng nguồn cơn cũng bởi những tình huống xử lý chuyền một của Hóa chất Đức Giang Lào Cai đang gặp nhiều vấn đề. Và tấn công của Tichaya. Đường chuyền sau đầu. Đó là một tình huống xử lý hay của Bích Thủy. Khoảng cách là 7 điểm. Chắn bóng thành công. Tình huống chắn đôi của Bích Thủy và Tú Linh, hai thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Thái Quang Lai gọi hội ý. Ngay sau đây rất có thể sẽ là một miếng đánh chiến thuật của Long An. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Điều quan trọng là họ phải xử lý tốt với tình huống chuyền một. Hồng Ngát. Đó là pha tấn công của Lan Vi. Không có nhiều lựa chọn cho Tichaya, nhưng pha xử lý vừa rồi của chuyền hai người Thái Lan đã mang về điểm số cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tú Linh. Tiếp tục là Tú Linh. Vẫn chưa thắng được các tay chắn của Long An. Và điểm được dành cho đội bóng áo vàng. Trọng tài xác định có lỗi dính bóng của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Và một lần nữa thì huấn luyện viên Van Achut lại không hài lòng với quyết định của trọng tài Phùng Trọng Việt. Và phối hợp tấn công với đường chuyền sau đầu. Người kết thúc đường bóng vừa rồi là Bích Thủy. Tú Linh. Đánh bóng bạt chắn. Điểm thứ 10 được ghi cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Một đường chuyền rất dài ra biên 4 từ vị trí của Tichaya cho Tú Linh. Chuyền hai của Thái Lan vừa phát bóng ra ngoài sân. 15-10 đổi hòa điểm cho VTV Bình Điền Long An. Bóng đã chạm sàn rồi. Khánh Đăng thì không nghĩ như vậy.
Kim Thoa khiếu nại với trọng tài nhưng quyết định đã được đưa ra. 11-15. Lan Vy. Tình huống phòng thủ bước 1 không thành công của Tú Linh. Đổi vào điểm cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Hai đội đang không thực hiện được những miếng đánh chiến thuật khi chuyền một của cả hai đội đều đang gặp nhiều vấn đề. Trà My. Đây là Hồng Át. Tình huống chắn bóng tốt của Lữ Thị Phương. 17-12 dành cho VTV Bình Điền Long An. Tình huống bám chắn rất rát của Lữ Thị Phương. Hóa Chất Đức Giang Lào Cai đưa ra khiếu nại khi cho rằng đối phương đã mắc lỗi lưới. Trong mỗi xét đấu thì mỗi đội bóng sẽ có được 2 lượt khiếu nại sai. Không có lỗi. Lữ Thị Phương và Khánh Vy đã có động tác chặt bóng tốt. Điểm dành cho Long An. Quyết định không thay đổi. Còn Hóa Chất Đức Giang Lào Cai mất đi một lượt khiếu nại sai trong set đấu thứ tư. Đó là pha tấn công của Hồng Nhung. Trà My. Bóng bay trúng đầu, có lẽ là trúng vào vị trí của Đông Thùy Anh, nhưng nó vô tình trở thành một đường bóng khó đối với hệ thống phòng ngự của Long An. 13-17. Phát bóng không qua lưới. Thời điểm mất điểm rất đáng tiếc đối với Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Tâm lý thi đấu đang bất ổn và lại mất những điểm như vừa rồi sẽ càng khiến cho tâm lý thi đấu của các cô gái Hóa Chất Đức Giang Lào Cai dao động hơn nữa. Ngay sau đó thì Trà My đã dành tặng cho đội bạn một món quà với tình huống phát bóng ra ngoài khá xa. Khánh Vy. Pha tấn công tốt với tình huống đánh bóng giãn biên của chủ công mặc áo số 19. Và cô cũng vừa mang về điểm thứ 19 trong trận đấu này cho VTV Bình Điền Long An. Hàng sau. Người vừa ghi điểm cho Long An đó là Như Anh. Đội bóng của huấn luyện viên Thái Quang Lai đang ngày một đến gần hơn với chiến thắng chung cuộc.
Cách đây ít giờ thì binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước đã làm nên một màn lội ngược dòng ngoạn mục trước xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Giờ đây thì tới lượt VTV Bình Điền Long An cũng đang nỗ lực để lội ngược dòng trước Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Và tấn công chất lượng ở vị trí số 4 của Lan Vy. Ở thời điểm này thì chúng ta có thể nói vui rằng những tình huống ăn mừng còn khiến cho các vận động viên Long An mất sức hơn so với những tình huống đánh bóng của họ. Ăn mừng rất nhiệt. Họ đang chia sẻ cảm xúc với nhau lúc này. Một trận đấu hay của các vận động viên trẻ. Tú Linh và tấn công tốt ở vị trí số 4. Nông Thủy Anh là người phát bóng. Như Anh rất hay. Tiếng đánh ở vị trí số 3 mang lại điểm thứ 22 cho VTV Bình Điền Long An. Họ còn cách chiến thắng 3 điểm nữa thôi. Công Như Anh ngày hôm nay ghi được khá nhiều điểm từ những tình huống đánh nhanh và đánh lao của mình. Lan Vy, bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. 23-15 cho VTV Bình Điền Long An. Những đôi chân chịu nặng của các cô gái Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tâm lý thi đấu đã ảnh hưởng tới họ quá nhiều. Và ngày hôm nay thì họ cũng không có được một mũi công đủ sắc để cắt những tình huống lên điểm của đối thủ. Tú Linh. Tú Linh đánh bóng rụng chặt. Khi mà Sasi Papon chưa thể gánh team, còn Tú Linh lại không có được thể trạng tốt nhất, thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai đang gặp khó. Không chỉ trên mặt trận tấn công mà hàng thủ họ cũng mất đi libero Thanh Liên, và họ gặp nhiều vấn đề trong những tình huống truyền một. Chắc chắn là giai đoạn 2 thì huấn luyện viên Văn Na Chốt cũng như ban lãnh đạo của Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ cần phải có những sự tính toán. Liên tiếp những điểm số được ghi cho đội bóng áo xanh. Tình huống chắn bóng tốt trước pha tấn công biên của đối thủ. 18-23. Nụ cười đã trở lại trên gương mặt của Chen Peiyan, người đang không thể thi đấu vì chấn thương cổ chân. Lại. Tôi có đánh một điểm một. Mi. Cô nhớ bọn mình nha. Đánh nha. Bạn có bàn hay không? Chạy nhanh rồi đánh bài. Còn mi được bàn hay này. Khó lắm. Chẳng biết điểm một nha. Điểm một là xong. Đây. Cú đánh chéo gắt từ biên 4 của Lan Vy mang lại sự ngỡ ngàng cho những cầu thủ dự bị của VTV Bình Điền Long An. Và đây là cơ hội dành match point cho đội bóng áo vàng. Rất nhiều cơ hội để cho Long An khép lại trận đấu này chỉ sau 4 sắc đấu.
Nhưng Kim Thoa vừa phát bóng rụng lưới. 19-24. Vào ngày mai, ngày thi đấu cuối cùng của giai đoạn 1, chúng ta sẽ có 3 cặp đấu Hà Nội gặp Gelesimco Thái Bình trong loạt đấu sớm diễn ra vào lúc 14 giờ. Quảng Ninh đối đầu với binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước vào lúc 17 giờ và cặp đấu muộn sẽ là trận đấu đáng chờ đợi đấy nhé. Giữa LP Bank Ninh Bình và xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Tiếp tục có thêm một điểm nữa dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Người vừa cứu thêm một match point nữa cho đội bóng của huấn luyện viên Van Achot là Hồng Ngát. Trà My tấn công hàng sau Tú Linh. Cơ hội kết thúc trận đấu dành cho các cô gái Long An. Trà My vẫn chưa được. Vừa rồi là cú đập của Hồng Nhung. Tiếp tục bóng được đưa cho Trà My. Tình huống đánh bóng bạt chắn của đối chuyền mặc áo số 1. Và trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 3-1 dành cho VTV Bình Điền Long An. Họ thắng ở set đấu thứ 4 với tỷ số 25-20. Một màn lội ngược dòng thành công của thầy trò huấn viên Thái Quang Lai. Và đúng là trong cái rủi thì lại có cái may. Sau khi Chen Peiyan không thể tiếp tục nén đau để thi đấu, ngoại binh người Trung Quốc buộc phải bị thay ra, thì cũng là lúc mà các cầu thủ trẻ của Long An đã gỡ bỏ được những áp lực tâm lý của mình. Họ chơi ngày càng hay hơn và giành 3 set thắng liên tiếp sau khi để thua ở set đấu mở màn. Thông tin gọi và ngay lập tức Long An trả lời cũng bằng một màn lội ngược dòng ấn tượng. Tỷ số các set là 23-25, 25-25.